Chào các bạn, đây là kênh phong thủy của thầy Nguyễn Mạnh Linh. Trước khi xem clip, hãy nhớ bấm đăng ký ở góc dưới bên phải và bấm nút quả chuông để theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất. Thầy Nguyễn Mạnh Linh là chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm. Hiện ông là viện phó viện phong thủy thế giới, hội phó hội kinh dịch thế giới, được công nhận là top 10 chuyên gia phong thủy thế giới năm 2008. Năm 2012, ông hoàn thành nghiên cứu đo đạc địa khí, đã đăng ký bản quyền. Áp linh khí của ông là ứng dụng duy nhất giúp kiểm tra hài cốt, mô mà bằng máy móc cũng như chứng minh tính khoa học của phong thủy. Ông đã nhận bằng khen của Viện Tiềm năng Con Người năm 2015. Năm 2017, ông là người Việt đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ giám định đá quý tại Đại học Châu Báu, Trung Quốc. Tháng 10 năm 2019 ông thành lập ngũ hành chính phái, chuyên dạy phong thủy truyền nghề nguyên bản. Ông là người tư vấn, quy hoạch và thẩm định phong thủy cho hàng loạt khu đô thị mới, chi nhánh ngân hàng, cũng như các chuỗi khách sạn 5 sao tại Việt Nam. Đừng quên bấm đăng ký trước khi bắt đầu.